quay Lục Bình. Con này vừa ra hả anh? Con vừa ra lò ấy. Vừa ra lò xong. Hôm nay mình quay 3 con cơ anh. Nhà mình quay 3 con. Đấy, ở đây đây này các bạn. Một con đây. Một con trên này đấy nhá. Quay nhiều chứ anh. Anh vừa lên đấy. Nói vào chiến thắng phải không? Ờ vào vào. Bên này là một hàng nữa này thôi. Chào chị nhá. Con này vừa chín tới quá ngon này. Thank you.
cả. Một cân, một cân, một cân. Cho vào túi, cho vào túi. Một tí, cho tí thì nó tươi tỉnh. Rồi rồi, một cân rồi. Rồi rồi. Cái này một tí hết ngay không anh ạ? Đây, bao nhiêu? 40 đi kìa. Giòn tay nghề là có thương hiệu rồi đúng không, đẳng cấp rồi. Anh này ngày nào chẳng bán chẳng quay. Quán người ta nhưng mà vào đây ăn người ăn chở xe để ra đấy cửa máy đấy người ta để đấy bao nhiêu tiền đấy à, 1 cân 220 còn 2 lạng nữa thế này nhỉ. Ba chỉ ngon nhỉ? Ngon mà. Đây nếu mà không được lần ngon thì không quay đâu. Chị này lần nào lên chị này chẳng lấy. Năm ngoái một lần bán ở tận trên kia chị còn lên lấy thật mà. Các chia sẻ cái bí quyết đấy. Bán nhanh thế, một lần là to đồn bán. Lúc đã hết rồi. Không muốn bán cả thế này đâu chị, không thì cắt vào đấy được. Quay chị xem. Cái ngon mà. Thế thì cắt vào đấy thôi. Một được không? Một được không? Con này 70 cân. À. Đã hết luôn này. Cái đầu nó. Bỏ 6 cân. Đấy còn nữa đâu không? Cho ít đi vào nhỉ. Nghe vào rồi. Thế này nhỉ? Con cho đi không? Ăn lần quay phải có bì không?
Hay là lấy trên giỏ mông bay. Mông bay bán nào? Mông bay à. Anh mới dùng tốt à? Chỗ nào chỗ tí nhỉ? Chỗ nào chỗ tí? Nóng quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.